Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của đài truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ ba ngày 24 tháng 5. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 24 tháng 5, kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ hai. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên làm việc buổi sáng. Trong phiên làm việc sáng nay, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày tờ trình tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh theo nghị quyết số 38 cùng kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Về kết quả thực hiện dự án, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo nghị quyết số 66 đến năm 2020 hoàn thành nối thông tuyến từ Bắc Bó, Cao Bằng đến đất mũi Cà Mau, quy mô tối thiểu 2 làn xe với chiều dài khoảng 2.744 km. Đến nay đã hoàn thành 2.362 km, đạt 86,1% và khoảng 258 km tuyến nhánh, đang triển khai 211 km, còn lại khoảng 171 km chưa bố trí được vốn để triển khai thực hiện. Về phương hướng mục tiêu giai đoạn đến năm 2025, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thành các đoạn đang triển khai. Cân đối bố trí nguồn lực để đầu tư hai dự án thành phần đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận. Đồng thời tập trung nguồn lực hoàn thành khoảng 287 km thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam, phía Đông đi trùng với đường Hồ Chí Minh đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại các nghị quyết số 52 ngày 22 tháng 11 năm 2017, nghị quyết số 44 ngày 11 tháng 1 năm 2022. Trong khi đó, theo báo cáo thẩm tra tờ trình này của chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Quốc hội, việc triển khai dự án đã chậm so với yêu cầu. Đối với mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2022-2025, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị Chính phủ xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn thích hợp và quyết tâm hoàn thành các dự án thành phần, các đoạn còn lại trong giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhất trí với đề xuất và cơ bản thống nhất với dự thảo nội dung về dự án đường Hồ Chí Minh đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp theo tờ trình của Chính phủ. Xác định rõ mục tiêu triển khai hoàn thành dứt điểm việc đầu tư xây dựng các đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn và Rạch Sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận trong giai đoạn 2022-2025. Cũng trong buổi sáng nay, Quốc hội đã nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo tổng kết về thực hiện nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và tờ trình về việc kéo giảm thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42. Theo đó, trải qua gần 5 năm triển khai, các mục tiêu yêu cầu của nghị quyết số 42 về cơ bản đã đạt được. Nghị quyết số 42 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo lập khuôn khổ pháp lý để xử lý các khoản nợ xấu, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hỗ trợ các tổ chức tín dụng trong việc xử lý nợ xấu và duy trì tỷ lệ nợ xấu nội bản dưới mức 2%, tác động tích cực đến quá trình cơ cấu lại phát triển của hệ thống các tổ chức tín dụng. Nhờ đó, các tổ chức tín dụng có điều kiện hạ mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, đặc biệt trong giai đoạn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đánh giá việc tổng kết thực hiện nghị quyết số 42, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, nghị quyết đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện định hướng, chính sách đúng đắn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đóng góp quan trọng vào kết quả cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu và cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Thẩm tra tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Kinh tế thống nhất với sự cần thiết kéo dài thời hạn áp dụng nghị quyết số 42 và đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả của các chính sách mà nghị quyết đã mang lại, tránh gián đoạn thiếu hụt cơ chế, tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ tổ chức tín dụng, công ty, quản lý tài sản để nhanh quá trình xử lý nợ xấu. Một nội dung khác trong phiên làm việc buổi sáng là Quốc hội đã nghe chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Sau đó, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về nội dung này. Theo đó, đa số ý kiến thể hiện sự đồng thuận với nội dung tờ trình, đồng thời cũng đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, đánh giá tình hình thực hiện chương trình năm 2021 và các tháng đầu năm 2022. Đề xuất thêm các biện pháp, giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm tiến độ chuẩn bị trình các dự án luật, nghị quyết theo đúng chương trình đã được Quốc hội quyết định, tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm trong xây dựng pháp luật, chấp hành nghiêm quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật,
bảo đảm thực hiện thành công chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022 sau khi điều chỉnh và chương trình năm 2023. Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và nghe báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết này của Ủy ban Tài chính Ngân sách thuộc Quốc hội. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở tổ về hai nội dung gồm dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện nghị quyết số 66 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Chiều hôm qua ngày 23 tháng 5, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đến giám sát về chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh tại Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả như các chính sách về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường được bổ sung sửa đổi kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, hoạt động khai thác khoáng sản luôn gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Việc cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật. Công tác tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản đúng quy định, đóng góp đáng kể vào nguồn thu nhà nước, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp khai thác khoáng của tỉnh. Từ năm 2018 đến năm 2020, đối với tài nguyên nước, tỉnh đã cấp 57 giấy phép khai thác với công suất khai thác là 55.710 mét khối, cấp 3 giấy phép thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đối với tài nguyên khoáng sản đã cấp 3 giấy phép thăm dò khoáng sản cát ven biển, cấp mới 1 giấy phép khai thác cát sông, gia hạn 11 giấy phép khai thác lòng sông, cấp 2 giấy phép tận thu cát sông, tổng tiền phê duyệt cấp quyền khai thác khoảng 23,8 tỷ đồng. Thành lập tổ công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, phát hiện xử lý nghiêm kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong việc khai thác, mua bán vận chuyển cát sông, cát biển, cát dòng, đất sét, đất mặt ruộng trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2018 đến năm 2020, đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, đã thực hiện 39 cuộc thanh tra kiểm tra với 35 tổ chức và 20 cá nhân với tổng số tiền xử phạt gần 366 triệu đồng. Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng đây là một chuyên đề giám sát hay, sát với tình hình thực tế, phù hợp với thời điểm này, nhằm tác động đến toàn xã hội về bảo vệ tài nguyên môi trường. Và trên cơ sở này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành thêm nhiều văn bản chỉ đạo uốn nắn lại các hoạt động này. Để quản lý và khai thác tốt tài nguyên trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các vấn đề: quy định khai thác tài nguyên, quản lý khai thác như thế nào, cho phép đối tượng nào khai thác dưới hình thức gì, và khi khai thác phải đánh giá tác động môi trường, khả năng phục hồi nguồn tài nguyên ra sao. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức người dân, tăng cường quản lý, trang bị phương tiện đầy đủ, tăng cường các giấy tài, chống lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Phát biểu tại buổi giám sát, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trong việc cấp phép, trước khi cấp phép khai thác cần lấy ý kiến người dân, đồng thời kiểm tra việc khai thác đối với các đơn vị đã cấp phép, quản lý chặt chẽ tình hình khoan giếng, xử lý cả người thuê khoan giếng không khai báo, có giải pháp phối hợp quản lý đối với vùng giáp ranh, có chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, rà soát trách nhiệm của các địa phương trong công tác quản lý. Bên cạnh đó là kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đầy đủ trình độ chuyên môn về quản lý giám sát các hoạt động về khoáng sản, kịp thời tham mưu các cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm. Ngày 23 tháng 5, đoàn cán bộ tham mưu quân khu 9 do Đại tá Quỳnh Chiến Công, Phó tham mưu trưởng quân khu 9 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành điều lệnh tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh. Qua kiểm tra, đoàn đã đánh giá các cơ quan đơn vị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của quân khu, tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản, chỉ thị, quy định của trên về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của toàn quân và quân khu. Kết hợp tốt giữa huấn luyện điều lệnh với rèn luyện, quản lý kỷ luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước của cán bộ chiến sĩ, thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân, mang mặc quân phục, xưng hô chào hỏi cơ bản đúng điều lệnh, kiểm tra nhận thức về điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và động tác thực hành điều lệnh đội ngũ. Nghi lễ đối với chỉ huy sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cơ bản nắm được nội dung. Phát biểu kết luận sơ bộ kiểm tra, Đại tá Quỳnh Chiến Công, Phó tham mưu trưởng quân khu 9 đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra của đơn vị, biểu dương tinh thần của cán bộ nhân viên lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh,
đồng thời nhấn mạnh công tác chấp hành điều lệnh là một trong những nội dung khó nên cần thường xuyên ôn luyện, trau dồi kiến thức để đáp ứng yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Vì vậy, đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, huấn luyện và nhận thức của cán bộ chiến sĩ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, đưa công tác quản lý, huấn luyện vào nề nếp đúng quy định, chặt chẽ và hiệu quả, đồng thời làm cơ sở để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới. Ngày 23 tháng 5, huyện ủy Cầu Kè tổ chức lễ trao quy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đồng chí cao niên tuổi Đảng. Ông Nguyễn Quang Khải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, phó bí thư thường trực huyện ủy Cầu Kè đến dự. Trong đợt trao quy hiệu Đảng lần này, toàn huyện có 20 đảng viên được nhận quy hiệu Đảng. Trong đó có 2 đồng chí được tặng quy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được tặng quy hiệu 50 năm, 1 đồng chí nhận quy hiệu 45 năm, 6 đồng chí nhận quy hiệu 40 năm và 7 đồng chí được tặng quy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Khải, bí thư huyện ủy Cầu Kè, chúc mừng các đồng chí được tặng quy hiệu Đảng đợt này và nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vui vinh dự của các đảng viên mà còn là niềm vui chung của toàn đảng bộ huyện Cầu Kè. Qua đây, bí thư huyện ủy Cầu Kè cũng mong muốn các đảng viên được tặng quy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, là trung tâm đoàn kết, tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ noi theo, đồng thời có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Cầu Kè ngày càng giàu đẹp văn minh. Thay mặt cho các đảng viên được nhận quy hiệu Đảng, phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Công Thường, đảng viên nhận quy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt này, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào, cảm ơn sự ghi nhận của Đảng. Qua đây, ông cũng bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp công sức và trí tuệ cho sự phát triển ngày càng vững mạnh của đảng bộ huyện Cầu Kè nói chung và địa phương nói riêng trong giai đoạn đất nước đổi mới. Ngày 23 tháng 5, ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ban nhân dân ấp Cốm nhiệm kỳ 2022-2025, kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn tại huyện Trà Cú. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã thị trấn trong huyện Trà Cú đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể ở địa phương đã tổ chức được 268 cuộc triển khai và công tác bầu cử với trên 15.000 lượt người tham dự. Song song đó, ban công tác mặt trận ở cơ sở ở 124 ấp Cốm của 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức các bước hiệp thương giới thiệu được 248 người ra ứng cử trưởng ban nhân dân ấp Cốm nhiệm kỳ 2022-2025. Có trên 20% ứng cử viên có trình độ trung cấp và đại học. Đồng thời giới thiệu 137 người ra ứng cử thành viên ban thanh tra nhân dân xã thị trấn, trong đó dân tộc Khmer chiếm trên 57%. Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Kim Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh, chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử trưởng ban nhân dân ấp Cốm nhiệm kỳ 2022-2025, kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn. Do đó, Mặt trận Tổ quốc huyện và xã cần tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra chặt chẽ các bước, quy trình triển khai thực hiện công tác bầu cử, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dẫn động cán bộ, đoàn viên, hội viên và bà con cử tri tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những người ưu tú, đảm bảo tiêu chuẩn để bầu làm trưởng ban nhân dân ấp Cốm nhiệm kỳ 2022-2025 và thành viên ban thanh tra nhân dân xã thị trấn trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày Chủ nhật 29 tháng 5 sắp tới. Ngày 23 tháng 5, đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh do ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng ban nhân dân ấp Cốm nhiệm kỳ 2022-2025, kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn tại huyện Cầu Kè. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo bầu cử huyện Cầu Kè, tính đến ngày 21 tháng 5, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri và phát thẻ cử tri theo quy định. Toàn huyện Cầu Kè có 67 trên 68 khu vực bỏ phiếu thực hiện tại trụ sở ban nhân dân ấp, một điểm bỏ phiếu mượn nhà dân, với tổng số cử tri là 29.793 cử tri đại diện hộ gia đình ở các xã thị trấn. Về nhân sự trưởng ban nhân dân ấp, tổng số người ứng cử là 134 người, số người được bầu là 67 người. Về nhân sự ban thanh tra nhân dân xã thị trấn, tổng số người ra ứng cử là 89 người, số lượng bầu là 89 người. Ban chỉ đạo bầu cử huyện Cầu Kè đã hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử trưởng ban nhân dân ấp Khóm nhiệm kỳ 2022-2025, kết hợp bầu thành viên ban thanh tra nhân dân xã thị trấn trên địa bàn huyện Cầu Kè cho tổ trưởng, thư ký các tổ bầu cử, tập huấn chuyên sâu cho tổ giúp việc của huyện, sẵn sàng hỗ trợ khi cấp xã gặp khó khăn về nghiệp vụ. Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh đề nghị ban chỉ đạo bầu cử huyện Cầu Kè cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn
về công tác bầu cử, động viên cử tri tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những người ưu tú đảm bảo tiêu chuẩn để bầu làm trưởng ban nhân dân ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2025 và thành viên ban thanh tra nhân dân cấp xã thị trấn trong cuộc bầu cử diễn ra đồng loạt trong toàn tỉnh vào Chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022. Ngày 23 tháng 5, huyện Càng Long tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai công tác bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm kết hợp bầu thành viên thanh tra nhân dân xã thị trấn cho tổ trưởng, thư ký cho các tổ bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm kết hợp bầu thành viên thanh tra nhân dân xã phường thị trấn nhiệm kỳ 2022-2025. Tại hội nghị, các tổ bầu cử và thư ký được triển khai quán triệt về các quy trình, các bước trong nghiệp vụ bầu cử trưởng ban nhân dân ấp khóm, thành viên ban thanh tra nhân dân xã thị trấn theo đúng quy trình, đúng hướng dẫn theo quy định như thiết kế phòng bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri hộ gia đình, thành phần các thành viên tổ bỏ phiếu, nơi chờ bỏ phiếu tại ấp khóm, các thủ tục khai mạc bầu cử, kết thúc bầu cử, kiểm phiếu và ghi biên bản xác nhận kết quả bầu cử theo đúng trình tự hướng dẫn của cơ quan ban bầu cử pháp luật và ghi biên bản xác nhận kết quả bầu cử theo đúng trình tự hướng dẫn của cơ quan bầu cử cấp trên. Trong cuộc bầu cử, trưởng ban nhân dân ấp khóm kết hợp bầu thành viên thanh tra nhân dân xã thị trấn nhiệm kỳ 2022-2025, huyện Càng Long có 37.728 cử tri đại diện cho hộ gia đình bỏ phiếu ở 122 tổ bầu cử, có 372 ứng cử viên ứng cử bầu lấy 121 trưởng ban nhân dân ấp khóm và 130 thành viên thanh tra nhân dân xã thị trấn. Đến nay, công tác chuẩn bị nhân sự cho ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất các bước theo trình tự. Với công tác chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu, tin tưởng rằng cử tri trong huyện Càng Long sẽ lựa chọn được những người đủ đức đủ tài thay mặt nhân dân lãnh đạo điều hành các công việc ở địa phương, quan tâm đến đời sống của người dân, đưa địa phương ngày càng tiến bộ, đáp ứng nguyện vọng của bà con nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, công an các huyện, thị xã, thành phố và công an 66 xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đồng loạt triển khai thực hiện việc đăng ký cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo công an các đơn vị có liên quan đã đến kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện việc phân cấp công tác đăng ký xe tại công an thành phố Trà Vinh và công an hai xã Lương Hòa, Nguyệt Quá, huyện Châu Thành. Tại các nơi đến kiểm tra, Đại tá Lê Văn Tư, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công an các đơn vị khi tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký xe phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, các loại giấy tờ phải thận trọng, chính xác, mọi vấn đề khó khăn vướng mắc kịp thời thông tin, báo cáo về đơn vị cấp trên để được hướng dẫn tháo gỡ, bảo đảm điều kiện tốt nhất, thuận lợi để phục vụ nhân dân. Tỉnh Trà Vinh hiện có 66 đơn vị công an cấp xã đủ điều kiện thực hiện đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện của cơ quan tổ chức doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan tổ chức cá nhân người nước ngoài của dự án tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình. Tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan tổ chức cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương. Ngoài ra, theo quyết định phân cấp của Giám đốc Công an tỉnh có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, công an các huyện thị xã tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký cấp biển số các loại phương tiện cơ giới đường bộ theo quy định. Riêng công an thành phố Trà Vinh chỉ thực hiện việc đăng ký cấp biển số xe đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe có kết cấu tương tự. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 năm 2022, công an các huyện thị xã thành phố và công an 66 xã đồng loạt triển khai thực hiện việc đăng ký xe. Ghi nhận thực tế tại các điểm đăng ký, người dân rất phấn khởi và đến cơ quan công an để thực hiện các thủ tục đăng ký cấp biển số xe, nhất là khi biết được chủ trương phân cấp công tác này về công an cấp xã. Khi mà được tin báo là ở xã mình đến đây để làm hồ sơ để bắt bảng số thì em rất vui vì mình ở xã nào mình làm ở xã đó đó, cho nên mình không cần phải đi xa. Tiện lợi hơn và gần nhà hơn. Công an ở xã nhiệt tình và hướng dẫn chi tiết hơn. Đăng ký biển số cấp xã thì nó nhanh hơn, thuận tiện hơn. Việc phân cấp, công tác cấp, thu hồi đăng ký biển số xe mô tô, xe gắn máy đến công an cấp xã và xe ô tô đến công an cấp huyện nhằm đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lực lượng công an nhân dân nói chung và công an tỉnh Trà Vinh nói riêng. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, việc làm này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức của nhân dân trong thời gian tới.
Thú vị cho các bạn, trong nhiều tháng qua, giá dừa khô liên tục giảm mạnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của nhiều hộ trồng dừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bán thì giá rẻ, còn không bán và neo lại để chờ tăng giá thì dừa lại rụng, để lâu ngày bị lên mọng, làm ảnh hưởng càng nhiều đến năng suất và thu nhập của gia đình. Phóng sự được thực hiện tại huyện Càng Long, địa phương có diện tích dừa được trồng khá nhiều ở Trà Vinh hiện nay. Mỹ Cẩm là địa phương có diện tích dừa được trồng nhiều nhất trong 14 xã thị trấn ở huyện Càng Long. Trong tổng diện tích gần 2.000 hectare đất nông nghiệp của toàn xã, thì có đến 1.200 hectare được các hộ dân trồng dừa và diện tích lúa chỉ chiếm gần 550 hectare. Do đó, đời sống kinh tế của phần lớn hộ dân phụ thuộc hoàn toàn vào khoản thu nhập có được từ tiền bán dừa, chủ yếu là bán dừa khô. Nên khi giá dừa khô xuống thấp thì người dân của xã cũng gặp không ít khó khăn. Ông Lê Văn Thường ở ấp số 2 xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long cho biết, tất cả chi phí trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình ông đều phụ thuộc hoàn toàn vào 12 con vườn dừa được trồng từ nhiều năm qua. Nhưng bắt đầu từ cuối năm 2021, khi giá dừa khô liên tục giảm, do đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến mức thu nhập và đời sống của gia đình ông. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, hiện nay giá dừa khô giảm gần 60.000 đồng một chục 12 trái. Thì lúc trước Tết thì bẻ một lần cũng khoảng 700-800, qua Tết thì bẻ cũng được thiên. Mà giá cả thì trước Tết thì cũng từ 100-101, hiện cụ thể giờ là 40-45. Thì thu nhập thì bình thường có nhiều thì mình ăn nhiều chứ có ít thì mình hưởng ít thôi. Thì thu nhập mọi cái mặt khác không có gì hết, không có thu nhập gì hết. Chỉ về nhờ ba cái dừa thôi. Thì trong cái dừa đó thì đám tiệc này kia, gạo thóc gì cũng ba cái dừa, nói chung dừa không thôi, không có cái gì khác hơn. Ảnh hưởng tới đời sống thì coi như khá dữ lắm á. Rồi coi như thuốc men rồi gì đó cũng giờ dựa vào dừa không. Khi giá dừa khô liên tục giảm, nhiều hộ chuyển sang bán dừa tươi, dừa nạo để được giá hơn, nhưng với số lượng thu mua không nhiều, nhiều gia đình lại chọn giải pháp neo trái lại trên cây để chờ giá tăng lên. Nhưng qua thời gian dài thì dừa lại già và rụng xuống, thậm chí còn lên mọng. Trong khi giá thì vẫn không tăng mà còn liên tục giảm, vì thế thất thu lại càng nặng nề hơn. Hồi xưa là bán thì cũng có giá thì cũng sống cũng khỏe, mà giờ thì giá nó tệ quá rồi không có làm được gì hết, giá nó thuộc quá trời thuộc. Rồi mong các cấp chính quyền có điều kiện giúp đỡ nông dân cho nó có giá lên chút, dân nó đỡ khổ. Chứ giờ dân sống nhà dừa không à, dừa nó rẻ vậy là thấy dân nghèo nữa rồi đó. Giá dừa khô giảm dao động từ hơn 100.000 đồng một chục 12 trái vào cuối năm 2021, nay giảm dần xuống còn 40.000 đồng một chục đối với dừa khô loại 1. Đó là giá được thương lái thu mua tại chỗ đối với những diện tích vườn dừa có điều kiện vận chuyển thuận lợi. Còn hộ trồng ở xa hơn thì giá chỉ còn 30.000 đến 35.000 đồng một chục. Giá dừa xuống thấp, người trồng bị tác động nặng đến khoản thu nhập hàng tháng của gia đình. Còn người thu mua cũng không mặn mà, do giá liên tục giảm sâu, mua nhiều sợ lỗ nặng, còn không mua thì thiệt hại cho người trồng. Dừa mới ban đầu là được 120, kế đó còn có 100, kế còn 90, sau còn 70, bây giờ hiện giờ còn 40. Nhưng mà cái đời sống của cô thì nhờ dừa chút đỉnh sống già rồi, mà dừa sụt về thì khổ tội cho mấy người già lắm. Tội lắm, không có phải mà được chừng 80 thì cũng đỡ cho dân. Hồi lúc mà dừa bây giờ nó xuống giá tới giờ đời sống của bà con thì nó hơi bị gặp nhiều khó khăn, như là phân bón rồi nó lên mà dừa thì không được giá, rồi một số thì người ta đi bán về não nhiều, nên giờ là dừa nó cũng bấp bênh, nên đề nghị với mấy anh nhà nước rồi phải coi ấy lại cho dân nó đỡ, người ta phải có dừa, giá dừa phải tăng giá rồi lên cho dân, chứ giờ một phân bón thì nó mắc. Mua bán có một trên trăm dừa, bây giờ mua bao phân không đủ. Giá dừa khô giảm mạnh, nhiều hộ nông dân cũng không còn tha thiết với việc chăm sóc diện tích vườn dừa của gia đình. Điều đó gây tác động trực tiếp đến sự phát triển và sản lượng dừa về sau. Vì giá dừa sẽ tăng giảm từng lúc tùy theo nhu cầu của thị trường, điều quan trọng là bà con cần tham gia trồng theo hướng hợp tác sản xuất và trồng sản phẩm dừa hữu cơ để tăng giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Đó là theo khuyến cáo của các chuyên gia hiện nay. Huyện Càng Long thì có hai loại cây trồng chủ lực của huyện được xác định, đó là cây lúa và cây dừa.
Hiện nay cái giá lúa thì nó cũng giảm và cái chi phí cũng gia tăng. Thì cây, còn cây dừa thì những tháng đầu năm nay thì tình hình cái giá dừa nó tụt giảm rất là sâu. Thì hiện nay cái giá dừa trung bình còn khoảng từ 35 đến 40 ngàn đồng trên một chục. Thì cái điều này thì nó làm cho cái thu nhập của người dân thì nó giảm đáng kể. Trước cái tình hình và diễn biến của giá dừa như thế đó, thì chỗ Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện cũng khuyến cáo bà con cũng không nên quá hoang mang mà để mình đốn bỏ những cây dừa mà mình tiếp tục mình chăm sóc cây dừa. Đặc biệt là hiện nay trên cây dừa nó xuất hiện cái loại sâu hại rất là nguy hiểm, đó là cái con sâu đầu đen đang hại dừa. Thì do đó cũng đề nghị bà con cũng quan tâm đến cái vườn dừa của mình để mình kịp thời phát hiện và mình phòng trị cho nó hiệu quả. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái cây dừa mình nó phát triển, thì cái kinh tế thị trường thì nó sẽ có những cái thời điểm thì nó tụt giảm, tuy nhiên nó cũng có điểm thì nó sẽ tăng giá trở lại. Nếu bà con mà mình không quan tâm trong vườn dừa mình á, để mà vườn dừa mình nó bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh và cái khâu chăm sóc mình cũng bị bỏ lơi, thì khi mà giá dừa nó có giá trở lại thì bà con mình cái sản lượng nó không sẽ không có được cao, thì nó cũng ảnh hưởng cái thu nhập bà con. Thì mong bà con mình cố gắng là chăm sóc cái vườn dừa cho tốt. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Càng Long cho biết thêm, do là loại cây trồng chủ lực nên diện tích trồng dừa của huyện liên tục tăng qua các năm. Theo thống kê đến nay, toàn huyện có gần 8.200 hecta diện tích dừa được trồng. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.